Xin chào mọi người, em là Thảo, main vocal chính của DMM và cũng là manager của DMM. Mình là Hoàng Anh, mình là drummer của DMM. Mình là Thiên Tứ, mình là pianist của DMM. Là Lê Huy, mình là guitarist và songwriter của DMM. Dạ, em xin giới thiệu, em là Ngọc Cường, là guitar chính của band. Em là Hưng Thịnh, em là bassist của band. Mình là Tâm, mình là drum của band. Em là Bảo Ân, em là keyboardist của band. Em là Mai Anh, em là vocal của band. Band của tụi mình tên là Rome Band. Tụi mình là FMC. Đầu tiên mình là Ngọc Thiện, là leader team diễn viên của câu lạc bộ FMC. Còn đây là Thành Tâm trong vai bố nha. Rồi. Mình là Mai Phương, vừa là biên kịch vừa là diễn viên luôn ạ. Mình là Lan Anh, diễn viên trong vai Ngân ạ. Còn mình là Hoàng Thơ trong vai mẹ. Mình là Anh Huy trong vai ông nội. Dạ, em đem đến phòng casting ngày hôm nay là bài Điều Ước Của Em, là bài của em sáng tác. Tình cờ em có biết một câu chuyện là Aladdin và cái đèn thần. Thì là Aladdin và cái đèn thần thì em tưởng tượng là nếu mà ở ngoài đời có một người con gái, họ bao dung để họ có được ba điều ước thì họ ước điều gì? Thì em viết ra cái bài Điều Ước Của Em. Theo em thì cái bài Đường Đêm này em một tình cờ em nghe trên YouTube thôi. Thì em cảm thấy sau em có coi một bản đó là của cái concert 25 của Dũng, thì em cảm thấy thích bài này nên là em muốn đem bài này đến cho mọi người cùng thưởng thức tiết mục của band tụi em. Thì vở kịch của mình là liên quan đến chủ đề LGBT, thì là tóm tắt sơ lược là tụi mình dựng bối cảnh là hai người con gái yêu nhau, thì là có những cái hành động thân mật trong phòng nên là bị mẹ phát hiện, sau đó là có những tình huống không may xảy ra, thì ông nội mới là người vào mà ông nội kiểu giải quyết cái mâu thuẫn đó. Vở kịch gì thôi ạ. Thì một phần cũng nhờ bên nhóm biên kịch là kiểu cũng có một vài bạn trong cái cộng đồng đó, nên là mình muốn kiểu truyền tải cái nội dung thông điệp về cái chủ đề đó cho mọi người. Dạ, mục tiêu ban đầu của tụi em là đã ngắm đến đến vòng chung kết của Estelin. Dạ. Dạ, và may mắn là được vé vàng luôn ạ. Thật sự thì tụi mình tham gia cũng chỉ là vui vẻ thôi, tụi mình không ngờ là được tấm vé vàng như vậy. Thật sự là tụi mình không nghĩ tới luôn. Thật sự là không nghĩ tới, thì tụi mình chỉ nghĩ là chắc chỉ vô vào trong thôi, rồi từ từ cũng mấy, tại vì cũng có nhiều gọi là gì, mấy bạn cũng rất là giỏi, rất là tài năng trong cuộc thi nữa nè. Nên không, mình thật sự không nghĩ tới chuyện này. Dạ, lúc đó trên sân khấu thì bốn đứa đang đứng gần giống như vậy, cái xong tự nhiên cô Long nói là cho các em các bé bạn, thì tụi em chạy lại hú hét với nhau, ôm nhau cái thứ rất là vui. Là vui sướng luôn. Dạ. Không có từ nào để dịch tả được. Trời ơi, cảm động tới khóc. Cảm thấy bất ngờ. Dạ, tụi mình cảm thấy khá là bất ngờ và cũng rất là vui ạ. Em thấy rất là sung sướng ạ. Em thấy lúc mà em nhận cái bé bạn từ ban giám khảo đến chơi bên thì em xém nữa em khóc luôn. Mình thì mình thấy bất ngờ, thấy vui. Rất là vỡ hòa. Cho mình khóc được là mình khóc rồi đó, tại mình không khóc được rồi. Có vẻ đây là một secret, là một bí mật của band tụi em. Và mọi người hãy mong chờ DMM sẽ mang tới tiết mục thật là cháy và bùng nổ và đi chung kết nha. Đó. Thực sự thì bài này tụi mình cũng tập có một lần duy nhất thôi. Thì tại vì cũng là vào ngày cuối thì lúc đó Thịnh mới rủ tụi mình lập band hay là tụi mình đánh Estelin chung đi cho vui thôi. Thì tụi mình cũng không ngờ là nó lại được, chúng mình lại được cái hàng như vậy. Kế tiếp ạ. Thật ra là cô cũng có nhưng mà bí mật nha, bí mật. Các bạn chỉ cần nụ cười thật tươi lên sân khấu đây, vẽ bàn về với tay thôi. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah.